Kính bạch hòa thượng, ý của con là sự thọ ký do hành trì các pháp ba la mật của chư Phật từ vô lượng kiếp đến nay, công hành đầy đủ thành tựu mới được thọ ký. Sáu pháp ba la mật là hạnh Bồ Tát. Bậc thanh văn không hành theo pháp đó mà Phật vẫn thọ ký. Như trong kinh Pháp Hoa nói, những bậc thanh văn đều được thọ ký, chứ chẳng phải hành theo sáu ba la mật mới được thọ ký như ông vừa nói. Sự hiểu biết của ông còn cạn cợt, nhưng lại chấp vào sự hiểu biết đó. Kính bạch hòa thượng, ấy là bởi căn lành của mỗi người mỗi khác. Nếu không thì làm sao tất cả căn lành đều đi đến chỗ Phật đã dạy? Nếu chẳng phải cho căn lành vô lượng vô biên thì làm sao chỉ nhờ một công án mà thành Phật được? Nay chỉ nói về kiếp trước. Kiếp trước ông có căn lành gì, nay ông có biết không? Tự mình còn chưa biết, đừng nói kiếp trước, hãy nói tiếp kiếp này. Khi ông lên 5 tuổi, ông có nhớ những gì từ 1 đến 4 tuổi không? Hãy nghe tôi kể qua một câu chuyện. Vào thời Phật, có một ông tên Tô Đạt rất nghèo, đi xin ăn cũng có bữa được bữa không. Nghe nói Đức Phật đến thành phố thuyết pháp, tự nghĩ chắc là kiếp trước không có tu hành nên kiếp này mới phải chịu khổ như thế, bèn đến nơi Phật cầu xin xuất gia. Khi đến tịnh xá thì Phật đã đi khỏi. Hàng đệ tử của Phật là bậc A-la-hán, thần thông của A-la-hán có thể biết được 8 muôn kiếp trước và 8 muôn kiếp sau. Thấy ông Tô Đạt này từ 8 muôn kiếp đến nay chưa hề gieo trồng thiện căn, Phật chẳng thể độ người không duyên nên đuổi ông ấy ra về. Dọc đường Tô Đạt cảm thấy rất buồn, tự nghĩ hẳn là mình trong quá khứ kiếp không gieo trồng thiện căn nên xin xuất gia cũng không được. Đi đến bức tường, bèn nảy ý đâm đầu vào tường tự tử. Trong lúc sắp đập đầu vào tường, gặp Phật Thích Ca đi qua cản lại, hỏi rõ nguyên do rồi dẫn về tịnh xá cho xuống tóc xuất gia. Tu chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Những đệ tử của Phật như Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên rất thắc mắc, sao ông ấy 8 muôn kiếp chưa hề gieo trồng thiện căn vẫn chứng được quả? Thế thì Phật thường dạy rằng không thể độ người chẳng có nhân duyên, ấy là giọng ngữ ư? Một hôm hỏi Phật, Phật bảo các người chỉ biết được nhân duyên của 8 muôn kiếp mà chẳng biết được những gì ngoài 8 muôn kiếp. Người này đã gieo trồng thiện căn từ vô lượng kiếp trước, khi ấy gia đình cũng rất nghèo, làm nghề đốn củi. Một hôm lên núi đốn củi gặp cọp, hoảng sợ trèo lên cây. Con cọp bèn dùng răng cạp cắn gốc cây. Trong lúc kinh sợ, sực nhớ rằng người ta thường bảo hễ gặp nguy thì niệm câu Nam Mô Phật có thể tránh được tai nạn, y bèn niệm theo. Được một hồi lâu, ngó xuống đất, con cọp biến mất lúc nào chẳng hay, mừng rỡ trèo xuống về nhà. Mặc dù trong lúc đó chỉ niệm Phật được một vài tiếng, thiện căn ít ỏi, nhưng trải qua nhiều kiếp, nay nhân duyên chín mùi rồi mới có thể gặp Phật xuất gia chứng quả. Bậc A-la-hán đã chứng quả, đã xuất luân hồi, còn chưa thể biết hết được, ông làm sao mà biết được ư? Vả lại, thời gian niệm Phật của ông chắc là nhiều hơn ông Tô Đạt rồi, thiện căn chắc sẽ sâu hơn, tại sao còn chẳng chịu tin mà đi hỏi người khác? Dạ, kính bạch hòa thượng, thế nào là ngũ căn, ngũ thức và bát thức? Ở trong duy thức gồm có bát thức. Năm căn trước gọi là tiền ngũ thức, thức thứ sáu là ý thức, thức thứ bảy là mạt na thức, thức thứ tám là a lại gia thức, cũng gọi là tạng thức. Nhưng tám cái thức chẳng phải có tám người, chỉ là tác dụng có tám. Lục thức trước người ta hiểu nhiều hơn, còn thức thứ bảy và tám thì ít người biết. Thức thứ bảy là cái thức ngày đêm chấp ngã, ngoài ra còn có tác dụng truyền tống, tức
thức thứ sáu lãnh đạo năm thức trước làm mọi việc, tạo đủ thứ nghiệp nhân, rồi thức thứ bảy truyền vào tạng thức, thức thứ tám. Khi chủng tử trong thức thứ tám đủ nhân duyên vận hành rồi, cũng sẽ do thức thứ bảy truyền cho thức thứ sáu để lãnh đạo năm thức kia thi hành. Khi con người ngủ nghỉ rồi, năm thức trước ngưng hoạt động, còn thức thứ sáu từ vô thủy đến nay ngày đêm hoạt động chẳng ngừng. Bởi năm thức trước là dưới sự lãnh đạo của thức thứ sáu, tạo thiện tạo ác đều do thức thứ sáu, nên Lai Quả Thiền Sư nói: khi cây đèn dẹp bỏ rồi thì chẳng ai lãnh đạo hoạt động, không ngưng cũng tự ngưng. Trước kia tôi đã giảng về tâm kinh: vô lão tử diệt vô lão tử tận, không có già không có chết, có già có chết tức có sanh tử, có luân hồi. Nếu thật có sanh tử luân hồi thì sanh tử luân hồi hết là tận, tức lão tử tận. Trong kinh nói chẳng thật có sanh tử luân hồi thì làm sao có sanh tử luân hồi để hết. Thế thì tại sao nay chúng ta thấy có sanh tử luân hồi, thấy có già có chết? Như này tôi cũng già rồi, sau này cũng phải chết vậy, tại sao nói không có sanh tử? Sở dĩ thấy có sanh tử là do cảm giác sai lầm, do bệnh chấp thật của mình mới sanh ra. Cảm giác sai lầm này do thức thứ sáu ngày đêm hoạt động, tự nhiên phải thấy sanh tử luân hồi mãi. Theo giáo môn, khi ban đêm thức thứ sáu hoạt động một mình, Phật học gọi là độc đầu ý thức biến hiện cảnh chiêm bao. Trong cảnh giới chiêm bao có người quen cũng có người lạ. Tất cả thế giới chiêm bao, sơn hà đại địa, nhà lầu xe hơi, luôn cả cái thân đều do thức thứ sáu biến hiện, đều do vọng tâm này biến hiện. Trong kinh gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Này chúng ta không có ngủ, tiền ngủ thức hoạt động như thường. Phật học gọi là đồng thời ý thức biến hiện, tức tiền ngủ thức và thức thứ sáu đồng thời biến hiện hiện tượng thế giới này. Theo Thiền Tông thì độc đầu ý thức biến hiện nhắm mắt chiêm bao với đồng thời ý thức biến hiện mở mắt chiêm bao đều là chiêm bao. Kinh Hoa Nghiêm nói nhất thiết duy tâm tạo, nhắm mắt chiêm bao là duy tâm tạo, mở mắt chiêm bao cũng là duy tâm tạo, chẳng có khác nhau. Chỉ khác ở chỗ là do độc đầu ý thức hay do đồng thời ý thức biến hiện mà thôi. Thiền Tông và giáo môn khác nhau ở chỗ Thiền Tông không cần giải nghĩa mà cần sự kiến tánh, còn giáo môn thì cần có giải nghĩa. Về phần kiến tánh thì từ từ cũng được, ấy là sự khác biệt vậy. Và kính bạch hòa thượng, quy củ của thiền đường là như thế nào? Trong Thiền Thất Khai Thị Lục của Lai Quả Thiền Sư có kể về quy củ của thiền đường. Bình thường thì gõ bảng hai lần cho đi tiêu tiểu, ngoài ra đóng cửa suốt. Khi muốn ra ngoài thì phải xin phép duy na. Duy na đánh sáu hương bảng rồi cho mở cửa đi ra. Lúc đã thất thì không cho xin phép, kể cả bệnh và tiểu tiện cũng không được. Chẳng thà đi trong quần, đi trong chiếu nệm thì được, chứ mở cửa thì không được. Bình thường đã thất có người tuần hương, gặp người nói chuyện, cười giỡn hoặc quay đầu một cái là hương bảng đánh xuống liền. Ấy là đối với người xuất gia. Vì người xuất gia thọ nhận sự cúng dường của thí chủ mười phương, có bổn phận tu thành Phật để độ chúng sanh, nên quy củ rất nghiêm khắc. Nay thiền đường ở đây không phải chính quy, người tham dự đa số là cư sĩ tại gia, nên quy củ có phần nới rộng, ra vào tự do. Quy củ của Lai Quả Thiền Sư nói là không thể áp dụng và thực hành ở đây rồi. Nhưng ít nhiều cũng không được nói chuyện trong thiền đường, không được nói chuyện, cười giỡn khi ra ngoài vệ sinh. Thiền Thất Kỳ này, Hòa Thượng chủ trì chính thức cho ra quy củ bằng hai thứ tiếng Việt và Hoa. Hễ ai phạm phải, dù không đánh hương bảng, nhưng sẽ không cho tham dự thiền thất nữa. Lai Quả Thiền Sư ví dụ thiền đường như một bệnh viện lớn. Mục đích của mọi người đến đây đều muốn giải thoát bệnh lớn sanh tử, mà bệnh sanh tử không trị thì không bao giờ khỏi được.
Nếu ai nói mình không có bệnh, đâu cần đến bệnh viện. Cho nên hãy ai không có ý tu hành thì sẽ không đến. Kính bạch hòa thượng, kinh nói vạn pháp do nhân duyên sanh, tất nhiên vũ trụ cũng do nhân duyên sanh, ác có chỗ bắt đầu và đoạn diệt, có thủy có chung. Nhưng tại sao kinh lại nói vô thủy vô chung? Phật pháp nói tất cả duy tâm tạo, hễ duy tâm tạo là có đối đãi, có nhân duyên. Phải biết phàm là nhân duyên, duy tâm tạo thì chẳng phải thật. Nên trong kinh Lăng Nghiêm nói phi nhân duyên, phi tự nhiên. Theo lẽ thường tình của người thế gian, nếu chẳng phải nhân duyên thì phải là tự nhiên, chẳng phải tự nhiên thì phải là nhân duyên. Nhưng sự thật thì hai cái đều không đúng, đều không đủ lý do. Cũng như tôi thường lấy con gà và trứng gà làm thí dụ, con gà và trứng gà đều là nhân duyên. Con gà phải nhờ có trứng gà mới sanh ra, ấy là nhân duyên. Trứng gà phải nhờ con gà mới được ấp ra, ấy cũng là nhân duyên. Thế thì cái nào là nhân duyên ban đầu, con gà hay trứng gà? Nếu không được thì phải là tự nhiên, tức tự nhiên có trứng gà, vậy có được không? Mọi người đều biết con gà phải do trứng gà ấp ra, trứng gà phải do con gà sanh ra. Nên Phật nói phi nhân duyên, phi tự nhiên, cả hai đều do chấp tâm của mình mà có. Tức con gà cũng là duy tâm tạo, trứng gà cũng là duy tâm tạo. Tất cả vũ trụ vạn vật đều là duy tâm tạo. Nếu có một pháp nào chẳng phải duy tâm tạo thì lời Phật là vọng ngữ. Tâm tạo thì chẳng thật, nên tất cả đại thừa liễu nghĩa đều phá chấp thật. Nếu nói là nhân duyên thì phải có sự bắt đầu. Vì nhân duyên chẳng phải thật nên không có sự bắt đầu, gọi là vô thủy. Phải biết vũ trụ vạn vật kiến lập từ chỗ nào. Ví như muốn cất một căn nhà, trước tiên phải có sườn nhà. Thế thì vũ trụ vạn vật lấy gì làm cái sườn? Là lấy không gian, thời gian, số lượng, ba thứ để làm khung sườn. Hãy rút ra ba thứ trên thì vũ trụ vạn vật liền tiêu. Nhưng ba thứ này là gì? Không gian, thời gian, số lượng chỉ là ba khái niệm ở trong vọng tâm của mình, đều không có bản thể. Do ba khái niệm này kiến lập vũ trụ vạn vật. Cũng chính ba khái niệm này là hư vô, không bản thể. Như tôi thường thí dụ, chúng ta đang ở trong mở mắt chiêm bao. Hiện thực thế giới này vốn là hư ảo, như ở trong thế giới của nhắm mắt chiêm bao. Vốn là hư vọng, nên nói là nhân duyên cũng không đúng, nói là tự nhiên cũng không đúng. Cho nên Phật nói vô thủy. Bởi thời gian không có bắt đầu thì tất cả đều không có bắt đầu. Nếu nói thời gian có bắt đầu thì trước khi sự bắt đầu của thời gian không? Lý lẽ này chính các nhà khoa học cũng chẳng thể giải thích vậy. Dạ, kính bạch hòa thượng, trồng bí được bí, trồng đậu được đậu. Đã gieo trồng thiện nhân thì sau này ắt được phước quả. Nhưng người tham thiền chẳng gieo trồng phước nhân gì thì làm sao gặp được phước quả? Tại bệnh chấp thật của ông còn nặng nên có câu hỏi này. Như kinh Pháp Hoa nói, như thị nhân như thị quả, nhân hữu di được quả hữu di. Phước báo thế gian thuộc về nhân quả hữu di, còn tham thiền không biết gì cả thuộc nhân vô di. Nhân vô di ắt được quả vô di. Quả vô di là thành Phật, thần thông biến hóa, tự do tự tại, không bao giờ hưởng hết. Chớ có sợ là không có phước báo. Về phước báo của thế gian, sự giàu sang phú quý hưởng rồi sẽ hết. Biết đâu trong khi hưởng phước báo giàu sang ấy, có thể tạo ác nghiệp nặng hơn, kiếp sau sẽ thọ nhận ác báo nhiều hơn. Nên có được phước báo đồng thời cũng tạo lên khổ quả. Do đó phải biết tạo nhân vô vi mới là vững chắc. Kính bạch hòa thượng, thị pháp trụ pháp dị, thế gian tướng thường trụ, có đồng nghĩa với câu chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng hay không? Cũng chẳng có khác,
nghĩa là bất nhị. Lục Tổ nói: thuyết pháp không lìa tự tánh, tự tánh vốn bất nhị thì tất cả pháp đều bất nhị. Như ở trên nói, tất cả duy tâm tạo, pháp vị nào cũng là duy tâm tạo. Do tâm tạo nên sinh ra đủ thứ cảnh quyển. Nếu tâm không tạo thì tất cả vốn tịch diệt. Kính bạch hòa thượng, câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học trong tứ hoàng thệ nguyện có áp dụng trong thiền môn hay không? Này tôi áp dụng tứ hoàng thệ nguyện trong thiền với ông. Vô biên chúng sanh thệ nguyện độ, trong kinh Pháp Bảo Đàn nói, chúng sanh là chúng sanh của tự tánh, chúng sanh của tâm. Tâm tham sân si, tâm độc ác, tâm này tâm kia, ấy là chúng sanh. Nay tham thiền khởi nghi tình là cái chổi automatic quét sạch tất cả những thứ tâm tham sân si độc ác vân vân, ấy là vô biên chúng sanh đã được độ rồi. Vô biên phiền não thệ nguyện đoạn. Khi khởi lên nghi tình, tất cả phiền não đều tự động quét sạch, ấy chẳng phải là vô biên phiền não đã được đoạn. Vô lượng pháp môn thệ nguyện học. Người đời hay lầm tưởng là phải học hết từng môn một. Đã nói là vô lượng thì làm sao học hết được? Phật với Tổ là muốn chúng ta nhất môn thâm nhập. Ví như từ Chợ Lớn đi Sài Gòn có biết bao con đường: đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Trãi, đường Hùng Vương, vân vân. Nếu muốn đi hết tất cả các con đường thì đi đến chừng nào mới tới? Nên ý của Phật là muốn chúng ta lựa chọn một trong vô số pháp môn. Như nay đã chọn pháp môn tham thiền này là bao gồm tất cả rồi. Ngày đêm tham thiền tức là ngày đêm niệm Phật, ngày đêm trì chú, chẳng còn sót một pháp môn nào. Tham đến thành Phật thì là vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành vậy. Cho nên trong một pháp môn tham thiền bao gồm cả tứ hoàng thệ nguyện. Ở trong giáo môn nói đến văn, tư, tu. Trong thiền môn cũng bao gồm cả. Này quý vị nghe tôi dạy tham thiền, ấy là văn. Tự mình bắt đầu tham là dùng ý thức để tham câu thoại đầu, ấy là tư. Có văn, có tư tức là tu. Dạ kính bạch hòa thượng, vọng từ đâu sanh khởi? Câu hỏi này có trong kinh Lăng Nghiêm. Phú Lâu Na hỏi Phật: vọng từ đâu sanh? Tại sao có vọng? Phật bảo: đã gọi là vọng thì chẳng có nguyên do. Nếu có nguyên do thì chẳng gọi là vọng. Vấn đề này dùng lời nói chẳng bao giờ thấu hiểu được. Bởi hễ có lời nói thì không lọt vào nhị biên, cũng lọt vào trung đạo hoặc tứ cú. Phải đợi cho đến kiến tánh thì mọi việc tất hiểu. Kính bạch hòa thượng, làm thế nào phân biệt tham thoại đầu và niệm Phật? Niệm Phật thuộc Tịnh Độ Tông, tham thoại đầu thuộc Thiền Tông. Pháp Tịnh Độ là chấp thật, tham thiền thì phá chấp thật, hai pháp trái ngược nhau. Tham thiền cần có nghi tình, còn Tịnh Độ là tính, nguyện, hành, cần có lòng tin. Phật là tùy thuận căn cơ của từng chúng sanh, muốn cứu giúp tất cả chúng sanh. Do tánh của chúng sanh quá chấp thật, nếu bảo bỏ chấp thì đã chẳng chịu, cho nên chấp vào thập pháp giới thì chỉ bằng cho chấp Phật. Đến khi được giảng sanh cõi Tịnh Độ rồi mới dần dần bỏ được sự chấp ấy. Bởi hoàn cảnh tự nhiên khiến buông bỏ sự chấp thật và chuyển qua tham thiền sẽ được kiến tánh. Hễ còn chấp thật thì chẳng bao giờ kiến tánh được. Như Lai Quả Thiền Sư nói: quá khứ chư Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, chẳng vị nào không do tham thiền mà kiến tánh. Kính bạch hòa thượng, khi đề khởi câu thoại đầu vẫn khởi niệm nhưng không phát khởi được nghi tình thì phải làm sao? Tôi nói là hỏi chứ không nói là niệm. Đừng có niệm. Có hỏi phải có đáp. Hỏi rồi đáp không ra, thắc mắc ấy chính là nghi tình. Nếu còn đề khởi nghi tình không được thì cứ hỏi tới hoài, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày.
Có người hỏi đến 2 tháng mới phát khởi được nghi tình. Một khi đã phát khởi nghi tình thì trong thời gian ngắn cũng phát được trí huệ, từ hạ căn chuyển thành thượng căn. Câu thoại đầu là câu hỏi, chính câu hỏi đó là nghi tình. Dạ, kính bạch hòa thượng, có một bài kệ của Tuệ Trung Thượng Sĩ, có người dịch rằng: trì giới dinh nhẫn nhục, được tội chẳng được phước. Muốn biết chẳng tội phước, đừng trì giới nhẫn nhục. Dạ hòa thượng thấy thế nào? Nguyên văn bài kệ là: trì giới kim nhẫn dục, chiêu tội bất chiêu phúc, dục tri vô tội phúc, phi trì giới nhẫn nhục. Câu thứ hai: chiêu tội bất chiêu phúc, không thể dịch là được tội chẳng được phước, vì chữ chiêu là chiêu cảm, như thiện nhân chiêu cảm thiện quả, tức vui; ác nhân chiêu cảm ác quả, tức khổ. Nhưng ở trong Phật pháp thì thường là thiện nhân chiêu ác quả, ác nhân lại chiêu thiện quả. Tại sao? Ví như bậc tu sĩ chúng ta chịu sự cúng dường của 10 phương, nếu làm những việc bố thí từ thiện, không lấy Phật giáo làm trung tâm mà lấy tự kỷ làm trung tâm, thì những việc từ thiện ấy chỉ làm cho địa vị danh dự của mình được nổi bật, để cho mình được cúng dường nhiều thêm, thì việc ấy là thiện nhân chiêu ác quả. Kinh Lăng Nghiêm nói là hư tiêu tính thí, thuộc tội địa ngục. Còn ác nhân chưa thiện quả thì chỉ ở trong thiền tông các tổ sư mới thấu. Người thế gian chẳng thể hiểu được, hễ bắt chước làm theo thì tội rất nặng. Ví như thiền sư đã kiến tánh muốn độ chúng sanh, dùng sát sanh để làm Phật sự, như ngài Nam Tuyền chém mèo, Quy Tông chém rắn. Nếu người không có cảnh giới đó mà học theo thì tạo tội rất nặng. Còn câu thứ tư, phi trì giới nhẫn nhục. Nếu dịch thành đừng trì giới nhẫn nhục thì hại người biết bao. Chữ phi là không phải, tội với phước là đối đãi, là nhị. Ý nói muốn biết không tội phước, đạt đến chỗ không tội phước, đạt đến chỗ bất nhị ấy, chẳng phải do trì giới nhẫn nhục mà được. Nhưng hãy người nào có ý không trì giới nhẫn nhục thì người ấy không thể đạt được. Phật giáo là lấy sự trì giới làm căn bản. Lúc Phật tại thế là y Phật làm bổn sư, sau khi Phật nhập Niết Bàn thì phải y theo giới luật làm bổn sư. Giới là thay thế cho Phật dạy. Cuốn 11-20. Dạ kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng kể qua vấn đề dịch kinh như thế nào ạ? Ở Trung Quốc, vấn đề dịch kinh từ chữ Phạn sang chữ Hán dịch tràn trên 300 đến 500 người. Người chủ dịch thường là người kiến tánh thấu suốt Phật pháp, còn người dịch phụ phải qua sự ấn định của chủ dịch. Ở Việt Nam thường do một người dịch, cũng tùy theo ý của người dịch. Người dịch thường tự chẳng có tu chứng, hễ không có tu chứng thì không thể hiểu nổi ý của Phật, của Tổ, vì ý Phật, ý Tổ chẳng phải là sự suy nghĩ thông minh của thế gian có thể hiểu được. Lai Quả Thiền Sư nói, thông minh của thế gian chẳng phải là trí huệ của Phật pháp. Tổ sư gọi là thế trí biện thông. Lại theo Phật giáo, xem những người thế trí biện thông, bậc tri thức khoa học là hạ căn, vì họ chấp thật những kiến thức khoa học của mình chẳng chịu buông. Còn người đầu óc đơn giản, nơi Phật pháp lại cho là thượng căn, tu hành dễ đắc đạo hơn. Nên Phật pháp là nghịch với pháp thế gian. Trong Niên Phổ của ngài Hư Dân có kể đến câu chuyện Bá Trượng và con chồn. Chỉ vì đáp sai một chữ phải đọa làm con chồn 500 kiếp. Nên Phật pháp chẳng phải là muốn nói thế nào cũng được, ấy chẳng phải là chuyện chơi. Đối với tỳ kheo và tỳ kheo ni, tội đại dòng ngữ là tội ba la di, là tội cao nhất, bằng như tội tử hình của thế gian. Hễ tỳ kheo phạm, coi như tỳ kheo ấy đã chết. Tỳ kheo ni cũng vậy, muốn khôi phục lại chức danh tỳ kheo, tỳ kheo ni phải đợi đến kiếp sau mới được. Như Bá Trượng Thiền Sư nói, nếu pháp sư chỉ giảng được nghĩa 2 câu
thì pháp sư ấy phải đọa địa ngục. Nếu pháp sư giảng thấu ba câu mà người nghe hiểu sai lầm thì lỗi tại người nghe. Người nghe đọa địa ngục chứ không quan hệ đến pháp sư, vì pháp sư đã giảng hết ý rồi.